Ta đi vào cái ngõ 591 đường Thiên Lôi này nhá. Đấy, tôi dẫn các bạn vào lô 3 lô ICC Quán Lam, hay còn gọi là tái định cư phường Kinh Dương. Đây, cái lối này cho nó thẳng. Xong rồi tí nữa tôi sẽ chỉ cho bạn một lối nữa đi đường đi từ Yomel. Đi cái đường này thì nó hơi xa một chút. Lối này cũng vào ICC rồi, ra ICC rồi. Đây là chị ôi đoạn này. Đi làm này. Toàn bộ cái khu này là đây, không ngoài này. Đấy, tôi chỉ cho bạn vào khu này là Hoàng Huy chẳng lấy làm trung tâm thương mại và dịch vụ chung cư của Hoàng Huy. Đây, trước đây là sân bóng. Đấy. Cái đường mà tôi đi nó sẽ ra, vừa nãy tôi chỉ các bạn đi nó ra đoạn này cũng được này. Đấy, đâm sông nhánh này. Đây mà các bạn xem ba lô ICC. Ba lô ICC đây. Đấy. Bắt đầu từ cái mép này. Mép mềm nhằn này. Mép mềm nhằn. Đấy. Hấp vào trong kia. Nhìn rác rất là nhiều, vôi thầu gạch vữa. Đấy. Vôi thầu gạch vữa. Đấy. Đây, ba lô này. 1 2 3, dưới kia một lô 4 nhưng mà lô đấy là không người ta không bán. Đấy. Đường con đường này bẩn này. Đường này sau này từ đầu năm tới là sẽ làm thẳng một lẻo ra ngoài phía kia. Đấy, ra ngoài phía kia. Đấy. Phía chỗ tòa án này, đâm thẳng tòa án đến bức tường ấy, bức tường màu vàng vàng ấy. Sau đó nó làm một con đường thẳng ra trục chính của chỗ Dương Mèo, chỗ đường phường Kinh Dương. Đấy, cái tay tôi chỉnh ra. Đấy. Còn chỗ này, toàn bộ cái nhà này, toàn bộ cái nền đất của sân bóng này là Hoàng Huy nó sẽ lấy làm trung tâm thương mại. Xin chào các bạn.